À, chào các bạn, Bill Gates không học đại học cũng thành tỷ phú. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một tiểu phẩm hài học chi cho lắm do hai diễn viên thượng đẳng của gia đình mình, Nhật Huỳnh và Trang Trang trình diễn. Má! Ủa? Làm cái gì vậy con? Dạ, con gửi má lương tháng này nè. Trời ơi, tiền, tiền gì đấy con? Dạ, euro, công ty con nhiêu, đang làm. Nhiêu, nhiêu? Dạ, 800 euro. 800 là có mười mấy triệu đó hả con? Dạ thì hết lương của con tháng này luôn á. Là mười mấy triệu đó hả con? Dạ. Trời ơi là trời, con nghĩ sao vậy con? Mẹ đầu tư cho con học tới thạc sĩ luôn mà bách khoa luôn mà con kiếm con nhiêu đây à? Trời ơi, con nhớ lại đi, con Trinh á học chung với con á, nó mới học lớp 10 thôi mà nó kiếm tới bạc tỷ. Trời ơi, con thấy Bill Gates không? Đâu học đại học đâu mà người ta cũng thành triệu phú, còn mẹ đầu tư cho con học tới thạc sĩ bách khoa nhiêu đây? Con biết rồi thì mai mốt con gán làm thêm để kiếm tiền nhiều nhiều bằng bé Trinh. Thôi ráng đi con, nhớ nha con, bạc tỷ nha con, lớp 10 thôi đó, bạc tỷ đó nghe. Thôi được rồi, ra ngoài đi. Sức mấy đó, nghe lời má là được rồi. Mấy con Kiều đi giờ cũng cả bạc tỷ như ai, học cho cố vô, kiếm tiền cũng có bằng ai đâu. Câu chuyện của Nhật và má có vẻ như rất là phổ biến trong các gia đình của Việt Nam. Câu hỏi học chi cho nhiều, học cho lắm rồi thì cũng không kiếm được nhiều tiền. Trinh học hết các lớp 10 mà Trinh kiếm bạc tỷ, Nhật học thạc sĩ mà Nhật kiếm có mười mấy triệu một tháng. Thực ra má chỉ quên không nói có một ý thôi: Trinh lấy chồng tỷ phú. Đây là một loại ngụy biện khá phổ biến mà chúng ta hay mắc, ngụy biện quy kết tùy tiện các nguyên nhân. Tuy má không nói ra nhưng trong câu nói của má có hàm ý: học hết lớp 10 thì kiếm bạc tỷ, học hết thạc sĩ thì kiếm mười mấy triệu, Bill bỏ học thì thành tỷ phú. Học càng cao là nguyên nhân của kiếm ít tiền, học càng thấp là nguyên nhân của kiếm nhiều tiền. Chúng ta đều thấy rằng không có cơ sở cho mối quan hệ nhân quả này. Trên thế giới hàng ngày có hàng triệu bạn trẻ bỏ học, nhưng trong số đó bao nhiêu người sẽ trở thành Bill Gates? Chắc chỉ có vài người thôi. Số còn lại thì cẩn thận, bỏ học thì ra đường. Đứng. Cũng trong ý này chúng ta sẽ thấy rằng cái loại ngụy biện quy kết tùy tiện nhiên nhân này diễn ra rất phổ biến. Các doanh nghiệp chẳng hạn, nếu mà thành cái đạt kiếm về nhiều tiền thì chắc chắn là do lãnh đạo thiên tài. Nhưng nếu công ty của họ làm ăn bết bát, taxi của họ không có người chạy thì chắc chắn là do Uber hay Grab đang cạnh tranh kém lành mạnh và thu hút hết khách hàng của họ. Chúc các bạn nhận diện ra các ngụy biện và có một ngày thật vui.